Mơ thấy quỷ thần bóng đè phải làm sao? Đó, quý vị biết rằng khi chúng ta mà phước mà suy, phước giảm tối đa thì quỷ thần cũng phải ăn hiếp quý vị. Con người mà đang thịnh vượng đó nghe, cảnh giới quỷ thần, ma quỷ không bao giờ dám đến gần. Tại vì con người này phước thịnh vượng, con người họ có một cái ánh sáng, thì không thể nào mà quỷ thần hay là ma quỷ gì mà đến gần họ quấy rối được đâu quý vị. Nhưng khi phước quý vị suy là người quý vị nó phát ra những cái màu xám xịt này, là quý vị biết rằng là khi mà phước nó suy là nó như vậy đó, thì bắt đầu là cảnh giới quỷ thần đến để mà ăn hiếp quý vị đó, quấy rối đó. Rồi bắt đầu là mình ngủ mình gặp ác mộng, mình gặp bóng đè, mình gặp những cảnh giới mà cái người chết rồi không biết ở đâu, hoặc là trong mơ mình bị mê hoặc điên đảo hoàn toàn, mình bị tối tâm, mình bị sợ sệt, mình đi đến một cái nơi nào mình thấy nó lạ quắc lạ quơ mà mình đi mà có người đuổi dượt mình, mà mình chạy quá trời chạy mà họ cứ dượt theo mình, mà khi mình giật mình thức dậy là mình sợ, mình sức ngồi hột luôn. Là quý vị biết tất cả những cái cảnh giới này quý vị gặp phải toàn là quý vị biết quý vị đang bị si phước. Khi si phước nó mới gặp những sự cố này. Từ khi quý vị ăn chay niệm Phật và tu, và khi quý vị chưa tu, quý vị xem lại trong 5 năm, 10 năm của quý vị tu, quý vị sẽ biết quý vị tu có kết quả hay không. Nếu như quý vị tu trong 5 năm, 10 năm mà lúc chưa tu thì thường gặp ác mộng, lo sợ, bất an này kia nghe. Nhưng khi quý vị mà tu 5 năm, 10 năm mà trong giấc ngủ bình an, không gặp ác mộng, không bị bóng đè, không có gặp những cái cảnh giới sợ hãi, là quý vị biết quý vị tu có kết quả rồi đó. Dù có nằm mơ nằm mộng nhưng thấy mình đang làm cái việc gì ở trong đạo tràng niệm Phật, hoặc thấy mình đang tụng kinh, hoặc thuyết pháp thì thấy mình đang thuyết pháp, thấy mình đi làm việc từ thiện, có nghĩa là cái thấy của quý vị hoàn toàn nó gần với cái việc quý vị đang sống mỗi ngày luôn. Vậy thì cái việc tu quý vị trong 5-10 năm có kết quả, quý vị thấy toàn là những điều thiện, những điều tốt để cho giúp cho quý vị trong cái giấc mộng thấy nó bình an. Còn nếu như mà mình thường thấy những người chết, những người ghê gớm vượt đuổi quýnh mình, là đây là gọi là tình trạng của phước sĩ. Vậy thì muốn thịnh phước lên, thịnh khí lực lên thì phải làm sao? Thiện tâm. Từ thiện tâm thì nó thịnh được khí lực. Mà nếu mà dùng cái tâm bất thiện thì khí thịnh lực nó bị giảm sút. Mà khí lực nó khi nó giảm sút là phước báo nó giảm theo. Mà phước báo nó giảm theo rồi thì bắt đầu quỷ thần xuất hiện, theo đó để mà đòi, để mà quấy rối, làm phiền, đúng không? Nên mình phải cần phát thiện tâm lại, thay đổi lại. Nên một niệm ác thì suy phước, một niệm thiện thì thịnh phước. Thì bây giờ phát thiện tâm lại, mà thiện tâm lớn nhất đó là gì? Niệm Phật. Thiện tâm lớn nhất là gì? Đừng sát sanh, mà phải ăn chay, rồi phóng sanh, dùng một con ruồi, một con mũi, con kiến không dám giết, không có tâm hại người ta. Thì bắt đầu là từ cái tâm thiện này nó phát lên là phước thịnh lên. Phước thịnh lên thì cảnh giới quỷ thần, ma quỷ đồ tránh xa liền. Nên một cái người mà tu hành mà quý vị biết rằng họ bị dẫm dựa, bị nhập sát, bị này bị kia, mà kẻ này nhập kẻ kia nhập, tỏ cái này không phải rồi, không đúng. Cái người mà thịnh phước, cái người mà khí lực mạnh, ai nhập quý vị? Ai mà nhập quý vị? Trời ơi, mình tu hành mà bây giờ người ta nhập tới nhập lui mình, coi sao mà được. Ai nhìn mà thấy muốn tu không? Không lẽ bây giờ quý vị gặp cái người mà bị nhập sát tối ngày bị ham được gì? Vì nói tâm từ bi gì không? Tâm từ bi là mình á, mạnh mẽ, khỏe mạnh, mình vui vẻ, rồi có khí lực mạnh mẽ, ta nhìn mình sáng sủa, ta muốn tu. Còn cái người mà tối ngày bị hương linh nhập hoài là tức khắc khí lực họ yếu liền. Tại vì sao? Bị âm khí dẫm dựa. Mà âm khí mà dẫm dựa được là do khí lực nó giảm sút. Khí lực mà giảm sút thì âm khí mới dẫm dựa. Còn khí lực mà mạnh mẽ thì âm khí không bao giờ dẫm dựa được. Ta còn tránh xa quý vị nữa, người ta còn nhờ quý vị để ban bố giúp đỡ giùm cho anh ta, hiểu không? Nên cái người tu đạo mình phải nhận thức được cái việc mà khi mà gọi là ma tà dẫm dựa, đó là cái gì không nên. Như vậy thì phải làm sao để vượt qua? Cái này có thể giải quyết được vấn đề từ tu nhân tích đức hồi hướng, từ nhiều người tu hành cộng tác kết hợp giúp đỡ được, có thể giúp cho khí lực phát triển và ma tà tránh xa. Cái này có thể làm được, cái nghiệp duyên này làm được, nghe không? Còn nếu như quý vị gặp cái trường hợp như mà những con người bệnh đau nằm liệt giường liệt chiếu, muốn cầu sống không được, cầu chết không yên, có nghĩa là quý vị bệnh đau te tua, nhà nghèo khổ,
mà còn bệnh vất vả vô cùng, cầu sống không được, cầu chết không yên. Bệnh đây gọi là bệnh gì? Là bệnh túc nghiệp. Bệnh túc nghiệp này không có nhờ ai giúp được hết trơn. Có nghĩa là hồi hướng hay là giúp đỡ gì, chuyện này là chuyện cái bên ngoài, nó không giải quyết được túc nghiệp. Túc nghiệp là phải làm sao? Túc nghiệp là tự tạo, phải tự làm. Tự mình tạo ra túc nghiệp thì tự mình phải hóa giải túc nghiệp. Túc nghiệp thì phải tự mình phải dụng công phu. Mà dụng công phu gì có thể giải quyết được? Niệm Phật. Và phải vui vẻ trả cái túc nghiệp. Bệnh đau te tua thả tơ, không có tiền lo lắng. Nhà cửa bị cháy, đã bệnh đau rồi mà còn nhà cháy, nó có nghĩa là nó gặp nhiều sự cố mà ao 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 tới luôn. Bây giờ bệnh đau mình chưa xong mà gia đình mình, chồng con còn bị bệnh thêm nữa, thì quý vị biết rằng nằm liệt giường liệt chiếu, thuốc men chị không được, bác sĩ bó tay. Đây gọi là bệnh túc nghiệp. Mà bệnh túc nghiệp này chỉ có đúng công phu tu hành. Chính con người này nghe đạo tu hành mới hóa giải được túc nghiệp. Chính bản thân mình tu chứ không phải hồi hướng nữa. Không có ai hồi hướng cho mình giải quyết được túc nghiệp cả. Mà túc nghiệp chỉ có bản thân mình tu mới hóa giải được túc nghiệp. Còn bệnh ma tà dẫm dựa bị bóng đè thì có thể người ta hồi hướng được. Có thể nương vào đạo tràng tu và có thể nhờ quay lực đạo tràng tu hồi hướng. Hoặc nhiều người tu hỗ trợ giúp đỡ. Như vậy thì mình có thể phát triển được khí lực và ma tà dẫm dựa bóng đè tự tránh xa. Còn cái chuyện bệnh đau mà nằm liệt giường liệt chiếu mà bệnh đau mà thuốc men mà bó tay bác sĩ chạy, đây là túc nghiệp thì phải cần dụng công tu. Dụng công tu để chuyển nghiệp. Phải dụng công tu để chuyển nghiệp. Quý vị nghe gì rồi, để mà mỗi một con người chúng ta gặp sự cố gì thì tự điều chỉnh sự cố này. Thấy không? Thì bác sĩ đưa ra bệnh án rõ ràng, đưa ra cái cách điều trị sao sao thì mỗi một con người mình có khả năng điều trị mà. Chúng ta là bác sĩ giỏi nhất là mình á. Đúng không? Nên mỗi một con người chúng ta là có năng lực để phát huy được. Nên cái việc nghe pháp cực kỳ lợi ích luôn. Nên cái chuyện mà quý vị thấy cái người tu hành mà cứ hết bị cái người này nhập tới người kia nhập, hoặc là một đạo tràng mà hương linh nhập liên liên thì tránh xa liền. Tại vì cái đạo tràng này chắc chắn là có vấn đề nó mới bị như vậy. Chứ nếu như mà một đạo tràng nó là nghiêm túc, nó tu hành là không có bị cái chuyện này xảy ra. Quý vị phải nhớ rằng nếu như những đức hướng dẫn quý vị mà cái chuyện mà hương linh nhập xác này kia rồi là tức khắc nó nhào lên, nó nhập liền nè. Tại vì do những đức đồng ý, những đức đồng ý nên người ta vô đây. Mà khi những đức đồng ý thì những đức sẽ chỉ dạy quý vị như vậy luôn. Mà khi vừa chỉ dạy quý vị như vậy là vì mở cái tâm ra làm như vậy liền. Tại vì quý vị theo cái người hướng dẫn, người ta hướng dẫn quý vị nghe theo, mà vừa nghe theo nó mở cái tâm lượng ra thì tức khắc cảnh giới quỷ thần nhập dựa liền. Tại vì người ta đang khao khát có được cái chỗ nương dựa, không có nhà càng có nhà ở. Nhưng quý vị là người mở cửa ra cho người ta vào thì bắt đầu nó nhập tá lả âm binh ở đây luôn nè. Đang ngồi mình giảng pháp vậy chứ mình đang giảng pháp ở đây nó sùm ở dưới chân chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Đó là cái việc mà rất là phiền phức. Nên mình mỗi một người khi mà mình mà nghe đạo rồi là mình hiểu, thì tự nhiên mình lo mình tu thôi. Chứ đừng có dính tới cái chuyện mà mình không thấy. Thí dụ như hương linh nhập xác đồ này kia, đồ nói này nói nọ, đồ cảnh giới quỷ thần dẫm dựa, nói này nói kia được. Dù có nói đúng nhưng mà vẫn có cái sai. Nó nói đúng trong một cái khoảng thời gian ngắn nào thôi. Nên cái chuyện đó chúng ta không cần phải nghĩ đến. Chúng ta cũng không cần hỏi. Cái nhân cái quả mình tin 100% là mình gieo nhân mình gặt quả. Vậy thì bây giờ mình cứ lo mình tu thôi. Cái nhân mình tạo sao cái quả mình chịu vậy. Bây giờ mình đi hỏi người ta làm gì cho nó mệt thêm nữa. Bây giờ chừng nào mà cái việc tốt đến với mình là mình biết mình gieo cái nhân tốt. Cái việc xấu đến với mình là mình gieo nhân xấu. Thì bây giờ mình mỗi ngày cứ giữ cái thiện tâm, mình tu nhân tích đức à. Thì cái quả tốt đến nó càng tốt. Còn cái việc xấu đến thì quá giải. Là do gì quý vị mỗi ngày tu nhân tích đức mà nghiệp quả xấu đến thì nó quá giải. Vì hỏi người ta làm chí. Mình hỏi người ta cũng đâu có chỉ cái cách để cho mình quá giải đâu. Quý vị có khi mình đi gặp người này người kia, hỏi này hỏi nọ, người ta bấm sách số đồ này kia, người ta đưa lên tư tưởng. Như bây giờ mình nói thí dụ như tiên sinh Liễu Phàm mà được Khổng tiên sinh coi là đặc biệt nhất rồi đó. Nhưng mà coi ông nhưng không chỉ cho ông phương pháp, thấy không? May thay gặp người xuất gia là Văn Cốc thiền sư mới chỉ được phương pháp, ông mới thay đổi được số mệnh. Nên cái quan trọng là người ta chỉ mình phương pháp. Còn nếu như người ta coi mình thôi làm cho mình bất an thêm nữa. Thí dụ như giờ người ta coi, người ta nói tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đó, tháng đó là cái tháng mình bị cái này bị kia, tự nhiên mình cứ lo âu hoài của cái tháng đó. Chưa tới ngày đó mà mình đã lo âu tới ngày đó thì mình kiệt quệ, hết năng lượng, hao tổn khí lực,
thì lúc đó tới ngày đó thì lãnh đủ. Còn bây giờ mỗi ngày mình tu nhân tích đức ngon lành thì tới đúng ra tháng 9 mình có kiếp nạn, nhưng mà nhờ tu nhân tích đức thì tới tháng 9 tự nhiên kiếp nạn nó quá giải mất tiêu, mình cũng quên luôn, tại mình không có nghĩ đến. Còn nếu như mà đưa cho mình một tư tưởng là anh chị họ gặp mình họ phán với mình một phát là tháng 9 ngày đó sẽ có chuyện, có chuyện đó nghe con. Không, tự nhiên quý vị cứ bận tâm tới tháng 9 à. Còn bây giờ mình đừng có nghĩ cái tháng 9 mà mình nghĩ của ngày hôm nay nó phải có thiện tâm. Hiểu không? Thì tự nhiên tới ngày đó kiếp nạn nó đến thì tự quá giải. Phật Pháp nó rất là hay. Quý vị phải nhớ rằng Phật Pháp rất là hay, chỉ dạy cho chúng ta là chỉ dạy tận gốc luôn. Chứ nó không phải là chỉ cái ngọn đâu mà chỉ tận gốc đó quý vị. Nên những đức nhắc lại cho quý vị. Một đạo tràng tu có kết quả là đạo tràng không có cái chuyện ma tà dẫm dựa ở trong đây. Tại vì sao? Tất cả người trong đây đều có khí lực mạnh mẽ, tỉnh táo, sáng suốt, hiểu không? Nếu như mà một đạo tràng tu mà nhập sùm, lang thang, tứ tung thì thôi, chúng ta đi về nhà. Không, mình đi về nhà thôi cho nó chắc ăn. Thôi, gặp cái tình trạng đó mình nó đói chút, nó dính mình luôn bây giờ á. Tại vì sao người ta rủ nhiều người vậy về quá, thì bây giờ mình ngồi đó một chút nó lan can dính mình luôn. Tại mình cũng có nghiệp chướng mà bây giờ nó kêu về ì ì như vậy. Nó tập trung cái nhân sự mà gọi là quỷ thần đông đúc quá. Thì lúc đó biết đâu cái tâm trạng mình vừa sợ hãi cái là khí lực giảm liền. Lúc đó dẫm dựa mình liền sao trợ. Hiểu không? Nên quý vị coi về đây phải rõ ràng những đức nói chuyện là nói cái chuyện cho quý vị nghe là từ con người sống này phải tu nhân tích đức. Rồi cái chuyện mà mình tu xong hết trơn, mình ra mình cũng đi thực, mình biết cảnh giới của người ta là có những người chưa siêu thoát khổ đau. Bây giờ quý vị coi nhờ những đức cúng quý vị có cầm cái trái cây lên ăn được không? Bánh trái dù có nhiều đó, mua 4-5 triệu đó, đồ ăn quá trời đó, vậy mà có ai cầm lên ăn không? Bữa nào mà cúng mà hương linh mà đem bánh mà cầm đi vòng vòng xung quanh chuồng cái coi thì quý vị ăn được. Tại vì cái cảnh giới vô hình với hữu hình là hai cảnh giới khác nhau. Dù quý vị có thể nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, có thể thấy con người này nhưng mà con người này không thấy quý vị. Tại giữa chúng ta là hai cảnh giới khác nhau rồi. Tại vì quý vị là vô hình, còn đây là hữu hình. Nên cái cảm giác là do gì? Chấp ăn, chấp ngủ, chấp được thương yêu. Từ nơi đó mà bây giờ người ta bài bố ra, người ta cúng, người ta mời mình dùng đó là về cái nhân sinh con người, người ta đến với mình để giao duyên. Còn cái quan trọng là bây giờ người ta nói Phật Pháp cho mình nghe, người ta chỉ mình một cái pháp tu á, cái này mới là cái quan trọng. Nó bây giờ bài bố cúng như vậy nó cho nhiều, vậy mà cuối cùng chút đem vô người sống cũng vớt sạch nhách chứ. Chớ có thấy cái trái cây nào mà bị cắn miếng nào. Không phải chi mà cúng á, mà gọi là mà mình ăn được mà mình cắn cái trái ổi, trái cóc miếng, rồi bánh mình cũng vớt miếng, cái gì mình cũng bẻ tá lả âm binh thì chắc người sống thì cũng không dám ăn. Hiểu không? Nhưng mà quý vị biết rằng cái cảnh giới quỷ thần là thật sự là mình khi mình cúng người ta là phải thành tâm. Đã không làm thôi phải làm, phải thành tâm. Thành tâm là mình có cái tâm như mình cố gắng vậy. Chứ mình nói thành tâm với một tiêu chuẩn gì thì con người ta phàm phu, người ta có khi người ta cũng không được. Nên mình á, thành tâm là mình với khả năng sao mình hết lòng vậy. Thật sự là tôi có tâm cúng nên tôi bày ra nhiệt tình đó, thấy không? Dám bỏ tiền ra là thành tâm rồi đó. Còn khi cúng thì ra thì nhất định phải có vọng tưởng. Ai mà không có vọng tưởng, thành tâm cúng thôi, thì niệm Phật hết lòng thôi. Thật sự mục tiêu là mờ dùng là cái đó là bài xong rồi ra một chút hình thức. Thí dụ như bây giờ mình mời một con người sống nào để đi đến đây mình đãi ăn, thì xong rồi thí dụ mình niệm Phật vài câu mình nói ăn đi thì ăn, hiểu không? Chứ nói gì nữa bây giờ? Cái quan trọng là có đồ ăn và mời ăn, cho ăn là ăn thôi, hiểu không? Vậy thì chư hương linh cũng vậy. Mình cúng xong rồi mình nói ăn đi thì ăn. Cũng lỡ, cũng hít mùi đồ này kia, cũng lướt qua lướt lại đồ ha, lướt lại lướt tới lướt lui. Dù bánh trái cúng đầy gì đi thì cảnh giới hương linh là cảnh giới vô hình mà, thì người ta lại người ta cứ gạt qua gạt lại. Ví dụ như đi, đây là cái bông, nhưng mà đối với hương linh thì người ta gạt tới gạt lui cái bông này không nhúc nhích gì chứ. Gạt tới gạt lui, gạt tới gạt lui cái bông xuyên qua luôn. Rồi như tường đó, người ta xuyên ngang hết. Còn mình người ta xuyên ngang bình thường, không có gì chứ. Có nghĩa là người ta là vô hình, nó không còn cái thể chất nữa. Nên từ nơi đó còn mình là người còn thể chất. Người ta không có bị cái thể chất của thế gian mà ngăn chặn được người ta nữa.
Hiểu không quý vị? Đó, nên từ nơi đó đó, là mình đang ngồi gì đi, hương linh người ta có nghe, có thể người ta ngồi nghe pháp gần gần mình cũng được nè. Tại vì người ta có tâm tu thì cũng như Phật Bồ Tát từ bi, thì nhất định thì người ta cứ tu, người ta đâu có tâm hại gì đâu, không ác ý gì chứ, hiểu không? Thì ta nghe mình giảng gì người ta cũng biết. Vậy thì từ cảnh giới vô hình mà muốn được có hữu hình, mà hữu hình mà không bị già bệnh và chết, thì phải ở thế giới cực lạc. Nhớ, ở thế giới cực lạc. Ví dụ như chư hương linh đi về đây, đi theo cha mẹ hoặc là theo người mẹ phá thai đi về đây thì là đông. Về đây đi, hoặc là chiến sĩ chặn vong biết ngày nay ở đây cúng kiến đồ lễ, hay thay tháng 9 đồ cúng nè. Rồi những người mà chết chặn đồ này kia, người ta về y y đây là rừng xác ngày xưa, thì bây giờ người ta về ào ào ở đây đạo tràng niệm Phật, thì người ta về đông đúc vô cùng ở đây, đúng không? Và mỗi tuần chủ nhật hay mỗi ngày mình cúng ở đây là người ta về rất là đông. Như lúc trước mà ở ngoài trước này là nghe nói là thường mỗi năm cứ là ưa có xe cộ đụng chạm này kia dữ lắm. Vậy mà từ khi mà 8 năm nay những đức về đây, những đức không thấy cái chuyện này. Thì quý vị biết rằng là do ở đây tu cúng lý thực, người ta vô người ta dùng, thì cái tâm quan hỷ nghe pháp này kia, người ta cởi mở, người ta không có bẻ tay lái người khác nữa, không có bẻ tay lái người ta nữa. Chứ nếu như cái cảnh giới quỷ thần mà loạn thì con người cũng khổ lắm á quý vị à, phiền phức lắm. Nên những đức đã từng chia sẻ rằng cảnh giới quỷ thần loạn là do lòng người loạn mà ra. Lòng người loạn, lòng người ác thì cảnh giới quỷ thần động. Con người mình ở đây động thì cõi trời cũng động cho nên. Không phải giỡn đâu nghe quý vị. Mấy ngày lễ này mà sát sanh hại vật bên ngoài nó làm cho nóng bức cực điểm nó nổi lên. Vì tâm sân hận của con vật khi bị cắt cổ, mổ bụng, chiên xào nấu nướng, lột da, xẻ thịt, thì bị biết cái sự đau đớn quán thù đó. Một tia nhỏ mà nó thành vạn đầy kín cả bầu trời. Quý vị biết trở thành một cái lực lượng cỡ nào chưa? Nên những đức nói quý vị mà đi vô đây tu mấy ngày lễ, đúng là quý vị những đức nói công nhận khôn. Đúng không? Thật sự mà nói biết tìm nơi che chở mát mẻ, thấy không? Tuy hầm hầm đó mà đỡ lắm rồi đó. Bên ngoài những đức nghĩ chắc là hầm dữ lắm á, còn nóng bức ác đạn nữa. Ở đây là có tu nữa mà nó còn thấy hầm, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà ở ngoài chắc thở không nổi. Tại vì sao? Vì cái mấy ngày lễ này là dữ lắm. Từ cái cảnh giới sát sanh là dữ lắm nè, rồi cảnh giới tà dâm thì cũng đa dạng luôn. Để thấy không? Lễ lộc này dù cỡ nào đi chăng nữa, có bồ bịch cũng phải cố gắng kiếm tiền dẫn đi chơi chứ. Mà đi chơi không lẽ để cho em ở không? Không lẽ ơi vậy? Mấy ông đào thì không lẽ chúng ta cái thời còn trẻ, không lẽ mà giờ mình dẫn mấy em đi chơi, mình bỏ tiền ra làm cực muốn chết, dẫn em đi chơi cũng tìm đủ cách, tìm đủ cách đủ trò hết trơn, không lẽ để cho em ở không? Mà để em ở không thì em lại chơi lúa. Không biết cái thứ gì hết trơn, kỳ cục thì ghê. Tự nhiên đi dẫn ra bãi biển, tự nhiên cái rồi cái nhìn, bữa nay công nhận gió lạnh thiệt, biển gì rào rạc thấy ghê, hôi lạnh quá gì em ơi, nó thứ gì đâu quê còn hơn cái thứ gì. Tự nhiên dẫn người ta ra đây, cái biển rào rạc, gió lạnh quá, thì lạnh thì coi làm sao cho nó ấm, không biết cái thứ gì chứ, không lẽ giờ kêu dạy nữa, đúng không? Tự nhiên quê hay lúa nó chê cười mình, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà cũng là nơi thế nào đủ trò, mà nhất là mấy ngày lễ này, thấy không? Cảnh giới sắc xanh thì đa dạng, cảnh giới tài dâm thì đa dạng, lễ lộc này xong cái kỳ phá thai cũng nhiều chặng nữa, thấy chưa? Nghiệp duyên nó cấu kết rồi, nhậu nhẹt vô đua xe, cuối cùng bệnh viện, mấy ngày lễ này bệnh viện đắt nè, mấy ngày lễ này bệnh viện bắt đầu đắt khách nè, đi vô hôm qua đi chơi bằng đồ ngon lành lắm nghe, mà mất kiến đen đồ vậy đó, mà tối lại cái tự nhiên bước vô thấy đi. Ôi ủa anh Hiền sao kỳ vậy trời, hôm qua thấy anh khỏe quá trời. Ồ khỏe, hồi tối khỏe thiết ghê, hồi tối cụng ly với mày nhậu quá trời luôn. Vậy mà 12 giờ khuya tự nhiên tao xỉn vô, tao đua mày, tao đua sao tự nhiên cán cái cục đá té cái hứ gãy cái tay. Thấy chưa mày, thấy không? Nhiều lắm á, mấy ngày lễ này nè, bệnh viện đắt á. Tại vì tăng ca nhậu thêm, nghỉ ngày mai nghỉ mà bây giờ nhậu cho đã. Tăng 2, tăng 3 nhậu vô xong đi đua, chạy xe nhậu xỉn rồi là đâu có chịu chạy chậm. Có nhiều ông á lúc còn tỉnh không chịu chạy xe, mà lúc nhậu xỉn bắt đầu chạy xe. Để tao chạy. Người kia nói không anh, tôi thấy anh mệt rồi, để tôi. Ê nói gì hả? Tôi xưa giờ chưa bao giờ mệt, chưa bao giờ xỉn bao giờ, biết không? Tôi nói cho anh biết, anh mà nói một câu nữa tôi đi bộ liền. Tình bạn
tình bạn bè, anh để tôi chạy hay anh chạy? Anh muốn chạy thì tôi đi bộ gì? Còn nếu tình bạn mà anh còn lo sợ thì tôi với anh nghỉ chơi nha. Nói thôi ông nội chạy đi, tôi thấy ông là gì không đó. Mỗi lần nhậu xỉn là cứ đòi chạy xe không à. Được rồi tôi giao cái mạng cho ông luôn đó. Có nhiều ông là nhậu vô là đòi chạy xe không đó quý vị. Ai? Ông này ngày xưa nè. Kinh khủng luôn, mỗi lần nhậu xỉn là đòi chạy xe không. Bạn bè không cho chạy là nói sao? Mày không cho tao chạy là nghĩa là tình bạn giữa tao với mày sao? Mày thiếu nghĩa khí quá, mày không tin tưởng tao quá. Cứ như vậy mà cuối cùng chạy à, trời leo lên đó lạng kinh khủng luôn, mà do cái số còn sốc. Té xe cũng nhiều chặng mà sao không ăn thua gì, ngộ ghê, thấy không? Mình kinh nghiệm rồi. Nó nên mấy cái ngày lễ này kinh lắm chứ không có chuyện giỡn đâu tạo. Nên mình có thể tổ chức một ngày tu như vậy để mà gọi là cầu an cho tất cả người sống và cầu siêu cho tất cả người đã chết. Và chiến sĩ chặn vong về đây hưởng thầy thọ thực, nghe pháp niệm Phật được hồi hướng. Trời ta mừng biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ chắc đứng sắp lớp của ngoài sân. Chuyện giỡn chờ. Nghe pháp đứng sắp lớp hết chứ, nói chuyện đùa hết chứ. Thấy không? Nó nghĩa là không có giỡn á nghe. Đây mà tập trung về đông lắm á. Đó, nên từ nơi đó mới cái tâm mình giúp nó mà. Nó cảm ơn biết nhiêu nói. Quý vị biết rằng ngày Chủ nhật mà tu xong rồi cúng đĩa thực xong là về là tự nhiên bụng no nóc. Chứ sao, chắc cúng cho nhiều người ăn hay sao, mình no luôn. Nhân quả tương đồng. Hiểu không? Nó giống như có cái câu chuyện mà cái ông ở ngoài miền ngoài đó, thấy chưa? Bởi vì cúng cũng nguy hiểm. Mà cúng nguy hiểm là ngay cái chỗ nào cúng lấy tiền. Ha. Khi mà cái phước đế si rồi mình cúng lấy tiền nguy hiểm lắm, không có giỡn đâu nghe thợ. Cúng mà mình lấy tiền mình cúng không ngon lành, nó sực mình đó. Cái ông nó cúng mà gọi là chùa ổng là mà gọi là bị ăn trộm lấy thùng Tam Bảo hoài. Cuối cùng ổng đi cúng mà cuối cùng đi dọc đường, nó trời ơi đệ tử quên cái chìa khóa ngay chăn chỗ để trên cái thùng Tam Bảo rồi đệ tử không. Thì về mà lấy cái chìa khóa liền chứ, có cái bà kia mới bỏ vô mấy chục triệu để cúng dường xây dựng, mà cuối cùng bây giờ tao để đó, nó vô nó lấy cái chìa khóa, nó mở nó lấy tiền nữa không có được. Mày chạy về mày lấy chìa khóa giùm cho tao để mình tao đi cúng. Bắt đầu là ông đi đến cái chỗ cúng, ông gia trì, ông gia trì mà ông nghĩ chìa khóa. Chìa khóa, không biết đệ tử có lấy chìa khóa chưa nữa chắc. Gia trì, chìa khóa. Vậy mà ông biến cái chìa khóa đóng. Vậy mà tối là Hương Linh đến tìm ổng. Hương Linh đến tìm kêu: Thầy ơi. Con là ai? Con nghe tiếng kêu sao rên rỉ ghê quá, ai vậy? Con nè thầy ơi thầy. Con là ai? Con là cái đứa mà ở nhà đó mời thầy cúng, mà con bị chết oan chết ức ở dưới biển đó thầy ơi thầy. Con lạnh quá thầy ơi thầy. Nó: Ủa sáng thầy cúng rồi mà. Thầy cúng mà con có dùng được thầy ơi thầy. Sao mà thầy cúng dữ lắm mà sao dùng được là sao? Con toàn là con thấy chìa khóa không thầy ơi thầy. Kinh khủng chưa? Thấy không? Trời ơi, ổng hết hồn, bữa sau lại cúng đàng hoàng lại. Im re. Thấy không? Không có giỡn nha. Đó, nên mà mỗi lần mà cúng đĩa thực là quý vị biết tại sao mà mỗi lần người ta cúng là người ta ưa nhắm mắt. Bây giờ điển hình, bây giờ nếu mà một cô gái nào nó đứng trước mặt ông thầy mà ông thầy cũng cúng, tự nhiên ông nhìn con nhỏ con gái đó một cái ông cúng. Yeah. Chậu là chậu, nó hiểu cô gái tứ lạ tá lạ ông bình như sao ta ăn, hiểu không? Tối lại mà đến tìm thầy Đức ơi thầy. Hồi chưa thầy cúng cho con quá trời luôn, mà tội là con gã hay không thầy ơi thầy. Để kiểu đó là tiêu à, có chuyện xảy ra đúng không? Mà từ đó tới giờ chưa từng thấy vụ này. Tại vì mỗi lần những Đức cúng là những Đức ưa cặp mắt những Đức nào nè. Giống như bị mù vậy đó. Đúng không? Không dám nhìn ai, không dám nhìn ai thẳng. Mình không có mục tiêu, phải không? Mình cứ thấy người ta vậy thôi chứ mình không có dám nhìn ai thẳng. Mình sợ nhìn gặp ngay cái cô mà cái mặt đẹp quá đó, mình vừa nhìn bản cái tự nhiên mình nói
gọi là xong luôn. Nghĩa là liệu nghe tá lả ở bên rồi là mấy em đồ mọc lên tùm lum tùm lá, chứ là tối rồi đi tìm mình liền, hiểu không? Nên từ nơi đó mấy người mà cúng mà mình lấy tiền đồ này kia phải cúng cho nghiêm túc nghe chưa. Lỡ phải tụng kinh niệm Phật đồ mình cúng thật là nghiêm túc cho người ta. Tại vì mình bỏ công mình phải lấy tiền. Còn bây giờ là người ta đây là người ta mời khách tặng quà, không có nhận tiền. Không có nhận tiền nên Hương Linh nó nói cũng thông cảm á. Hương Linh cũng thông cảm đó, tại vì người ta nhiệt tình vì mình, người ta lo cho mình mà. Không có đòi hỏi cái gì, gia chủ cũng không có cho tiền người ta, hiểu không? Nên từ nơi đó Hương Linh cũng thông cảm á trời. Chứ gặp mà ngôi chùa mình mà ai mà nhào vô cúng mà nhận tiền mà cúng tầm bậy tầm bạ coi chừng Hương Linh nó giết á. Chứ không giỡn đâu nghe. Đó nên từ nơi đó mà khi cúng kiến là phải hết sức nghiêm túc. Khi cúng đi thực là tránh cái chuyện đường xá. Tại vì cái cảnh giới Hương Linh là cảnh giới vô hình nhưng bị hữu hình làm ảnh hưởng. Hiểu không quý vị? Bây giờ quý vị đang, bây giờ Hương Linh người ta đang ngồi ngay chăng cái chỗ ngồi quý vị mà quý vị chưa vô ngồi. Mà người ta nhào vô người ta ngồi trước. Thấy không? Tự nhiên mình vừa bước đến là mình ấp chúng mình ngồi liền. Thấy không? Là tức khắc là quý vị biết rằng quý vị làm cho người ta bị sợ hãi. Và người ta bị hết hồn. Cái đó cũng là một cái nguy hiểm. Nên ở trong cái chùa chiền mà tu hành đồ là có nhiều hương linh. Nên khi mà mình đi vô sau cái chỗ ngồi mình mà còn trống á, mình bước vô cái làm bộ mình sửa niệm, mình là bộ mình sửa miếng niệm á, để cho hương linh biết là mình sẽ ngồi để người ta tránh ra hàng bên đi. Chứ tự nhiên mình để y nguyên gì mình ấp xuống mình ngồi một phát coi chừng mình ngồi lên người ta đó. Không có giỡn, người ta thấy chỗ trống nó lợn đang ngồi. Còn thí dụ như giờ mình cúng ở giữa đường giữa xá mình cúng đi thực mình giải tá lả bên hương linh nó nhào vô nó ăn xe cộ chạy qua chạy lại á, ủi người ta. Có nhiều hương linh gãy tay gãy chân què quặt rồi nó, mà cái cảnh giới mà hữu hình nó đụng người ta bị sợ đó. Người ta bị sợ quặt nó săn hẳn lên. Săn hẳn lên bắt đầu là đi theo cái xe đó. Thấy si phước ta đi theo rồi bắt đầu đi về nhà là có chuyện xảy ra. Hiểu không? Nên mình á, đi đến chùa mình đi vô trong cái bàn linh đồ mà thờ linh mà ví dụ như mấy cô trẻ trẻ đồ mà đẹp đẹp đồ đó mà hình ảnh chụp á mà thờ á, mình đừng có đi vô bàn linh mình nói công nhận trẻ mà chết sớm đẹp mà, chết sớm người uổng đi ghê trời. Đừng có nói mấy câu tầm bậy đó. Mình nói mấy câu đó coi chừng người ta đi theo mình luôn á, chứ không có chuyện giỡn đâu. Hoặc là mình thấy em bé đồ mà dễ thương đồ mà hình á, nói công nhận em bé còn nhỏ quá sụ sữa dễ thương ghê mà chết còn nhỏ tội nghiệp thì ghê trời. Mình nói câu vậy thôi đó, mình dính luôn á. Chứ không giỡn đâu nghe. Hoặc là mình đi ngoài đường ngoài xá, có biết đâu ai bước phước mình si. Mình đi ngoài đường ngoài xá cái tự nhiên mình vừa chạy xe nghiêu ngao nửa đêm bằng đêm hôm á, chỗ vắng vẻ tự nhiên mình chạy xe dọc đường nửa đêm mình hát: "Em ơi nếu mộng không thành thì sao?" Mình hát khơ khơ á coi chừng á. Đeo mình đi theo luôn á. Chứ không phải giỡn đâu nghe. Mình đi mình niệm Phật vẫn là hay nhất à. Niệm Phật vẫn là hay, đừng có hát khơ khơ. Hoặc đi đến công viên đồ á, mình nghiêu ngao. Mình mà khí lực yếu một phát là nó theo mình liền. Chứ không giỡn đâu. Cái người mình ta, trên ta nhìn xuống, ta nhìn khí lực cái người mạnh nhìn biết liền. Khi cái người khí lực mà yếu gọi là người nó xám xịt liền. Nó không có cái năng lực mạnh mẽ. Mà khi con người mà cái khi mà năng lực mạnh mẽ là con người nó khí lực nó mạnh lên là con người nó hồng hào, nó khỏe mạnh lên. Cặp mắt người có thằng. Khi con người mà khí lực mạnh cặp mắt có thằng lắm. Còn khi con người mình mà khí lực nó yếu cặp mắt của mình. Hoặc mình nói chuyện rồi sao rồi à, quý vị thấy hương linh mà nhập, quý vị thấy không? Hương linh mà nhập là khí lực yếu, quý vị thấy người ta nói chuyện không? Hương linh nói chuyện nha. Có gì không? Cầu thầy giúp giùm con đi. Thấy không? Nó yếu ớt, quý vị thấy không? Còn bây giờ khí lực ta mạnh nói chuyện ầm ầm, thấy chưa? Nghe nói chuyện ầm ầm nó thu nhiếp. Rồi cặp mắt con người khi có thằng nó có một cái góc độ nhìn mà thu nhiếp mình luôn á. Không có giỡn đâu. Nên con người phải cần phát thiện tâm để phát được khí lực sắc diện tốt, phước báo dày. Thì tự nhiên cuộc đời làm ăn của mình thành đạt mà, chứ không nói gì, hiểu không? Những cái bài học tập này nó quan trọng lắm đấy quý vị. Thấy không? Vậy mình chuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng mà lại hướng dẫn mình trong cái cuộc sống nhân sinh mình lại tu phước tu duyên tốt. Đặc biệt nó cái việc tu phước tu duyên là để gia đạo thịnh vượng là 100% luôn. Chắc chắn luôn cái thiện tâm là hay nhất. Nên tất cả chúng ta là người nghe đạo đoạn ác tu thiện. Từ cái tâm ác của mình, cái tâm hại người của mình phải sửa đổi lại. Tuyệt đối không có cái tâm ác ý hại người. Nó từ con người cho đến loài động vật mình không dám hại người ta. Thì tự nhiên cái thiện tâm nó phát lên gì đâu.
Thấy không? Nên những đức nói mấy ngày lễ mà cái dàn người này mà ở đây mà tu thôi số 1. Những đức nói thiệt. Nên chiều nay mà tu xong rồi ở lại tu, ai muốn ở lại hết chủ nhật luôn thì cứ ở tu bình thường. Trời ơi, gạo bao la. Thấy không? Chỉ cần tới giờ lên tu thôi. Phải re tới giờ mình lên tu. Tu xong xuống dọn cơm sẵn ăn cơm. Buổi sáng xuống ăn cơm này kia đồ nói chuyện, đồ cười, đồ chớ một chút. Thấy không? Thấy không? Đặc biệt vô cùng luôn. Nó bây giờ đi về chùa vì thấy không, mặt ai cũng sáng mà vui cười, thấy không? Cứ là đi đâu cái mặt cũng à, cứ vậy đó, à, cứ như vậy đó, cứ là cái mặt. Đúng không? Nhìn lên mấy cô như vậy đâu bước lại. Cô cho con hộp cơm với cô. Ai với đâu Phật? Với đâu Phật? Thấy không? Vì thấy như vậy là nó tích tụ năng lượng rồi đó. Nên về đây quý vị ăn ít ngủ ít nhưng mà khỏe mà mập. 3-4 ngày ở đây là mặt tròn lùi. Không, không mấy bà vô đây tu đi. 3 ngày về chồng nó trời. Thì tu có 3 ngày mặt tròn ghê trời. Nó ờ tôi vậy đó, tôi vô chùa tu 3 ngày được thấy sắc diện tốt ghê. Vậy mà tôi về nhà 3 ngày hay queo. Em không? Nên từ đó nó tích tụ năng lượng giống bơm hơi á. Trời vô đây là hơ hám dữ lắm, nó bơm kinh khủng luôn chứ chẳng đâu. Bơm hơ bằng cách gì? Tâm thiện niệm Phật. Cái mặt vô đây nó tròn lụi à. Còn mình biết sao mà nhà mình hớp không? Lo chồng, lo con, lo tiền, lo đủ thứ, lo chuyện này chuyện kia, nó lo nó hao. Mà khi bị lo là cái mặt sao? Còn khi vị mà yên tâm thì sao? Hay không? Khi mà mình yên tâm là cái mặt mình. Còn khi mình lo là sao? Thấy không? Phải lo là y ren luôn. Mỗi lần mà lo là cái mặt, cái lo là ngộ lên cái mặt mà lo là. Còn mỗi lần cái mặt mà bắt mà an tâm là. Thấy không? Nó an tâm là nó phình ra. Mà nói mà lo là héo lại. Chị biết cái người mà khi mà an tâm mà đi cũng thấy an nữa nghe. Còn cái người mà đang lo âu nghe là đi mà héo queo à. Rồi cái người này làm sao mà thịnh vượng hả quý vị? Hiểu không? Quý vị nghe giờ Đức nói quý vị thấy ai cũng vui gì là thấy đặc biệt rồi đó. Không biết nói thì sao mà thấy cười ha ha là được rồi. Đúng không? Cứ ha ha là được rồi đó. Đó. Nên mấy ngày lễ về đây á, những đức khuyên á, đủ duyên cứ ở hết chủ nhật. Thấy không? Còn nếu mà gia đình mà khó khăn gì thì mình cứ về nhà. Nhưng mà đủ duyên cứ ở đây, nó nằm chặt chội một chút. Mấy ngày lễ mình được ở trong chùa, mình niệm Phật ha. Cơm nước ở đây chuẩn bị hết rồi. Yên tâm đi. Và để ngày nào đói đâu đừng có lo. Thấy không? Nó cầm theo mấy bộ đồ ha, ở mấy ngày khỏi cần giặt đồ luôn. À, một ngày bận bộ bận xong rồi xếp lại buộc vô cái bọc buộc cứng lại, bỏ vô cái vỏ. À, không? Bữa sau tiếp tục giặt thêm bộ nữa, bận cả ngày xong chiều lại thay, buộc vô bọc cứng lại. Buộc cho cứng, cứng đừng cho có cái mùi bay kìa. Hiểu không? Nói là 3 ngày vô đây là tôi không cần làm cái gì hết chứ. Không có động móng tay. Cầm động tay chứ không? Nó rồi nó khỏe khoắn 3 ngày cho thoải mái hiểu không? Nó 3 ngày 3 bộ. Bữa nay thứ 6, ngày mai thứ 7, mốt chủ nhật. Cho 3 bộ đồ. Cầm theo trừ hao 4 bộ. Đúng không? Nó trời ơi vậy thì sao là 4 ngày sau về bắt đầu đem đồ ra nghe. Này, ôi trời ơi trời ơi. Mấy ngày ở trong chùa vui vẻ thế ghê. Bữa nay ôi trời ơi đồ gì hôi thế. Hiểu không? Mà cái tâm mà nó ra an lạc rồi đó kìa. Cái tâm mà nó đã an lạc rồi tự nhiên cầm ô đồ lên ngửi một cái. Ôi trời ơi. Cũng là mùi của mình thôi đó mà. Có cái gì đâu mà hôi. Hiểu không? Khi ngửi một cái hôi một cái là mình A-di-đà-phật. Thầy đã nói rồi, hôi cái gì mà hôi, A-di-đà-phật. Hiểu không? Thì tự nhiên thầy thấy đặc biệt vô cùng luôn. Nó không những đức chỉ cách hết trơn rồi đó mấy bà thấy chưa.
Ai biết được 3-4 ngày nay ở đây đông đúc, mình lỡ giặt bộ đồ rồi mình phơ, nghiệp duyên gì nó lấy bộ đồ rồi sao? Nên chúng ta đi đến chỗ đông người, chắc chắn nhất là của mình giữ cho chắc ăn. Hiểu không? Ai biết được mình phơ bộ đồ lấy lộn thì sao? Nói 3 ngày tu an lạc thấy ghê, mà mắc bộ đồ là thấy có cái khuyết rồi đó. Khuyết rồi đó nghe. Để tôi đi vòng vòng coi coi con nhỏ nào bận bộ đồ sống bộ đồ của bà. Hiểu không? Là có chuyện xảy ra đúng không? Nên những đức chỉ không giặt đồ là có lý. Cái lý rất là sâu sắc. Hiểu không? Cái lý rất là sâu sắc nghe chưa? Mỗi người học Phật chúng ta bị nhớ à. Mình mỗi ngày mà thường phát thiện niệm thì dù bệnh gì cũng có thể trị liệu được hết. Thí dụ như những người mà người ta học Phật mà người ta từng mang thai đồ này kia thôi, mà người ta thường phát thiện niệm, người ta niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Âm đồ, cái tâm thiện đó của người ta nó chiêu cảm cái đứa con khi sanh ra, nó rất là có thiện tâm. Những đức từ bên kia đi qua, như hồi sáng thì cũng gặp cái cô có thai, cô đứng ở trên cái đường đi qua, chiều thì cũng gặp cô. Rồi có khi thấy những đứa nít à, nó đứng mà nó chắp tay, nó thấy mình đi qua nó biết xá niệm Phật. Đây là cái thiện căn rất là lớn quý vị. Mà ông bà cha mẹ gieo cái duyên đó cho con cháu nó đặc biệt. Nên người xưa nói rằng là một con người mà tâm địa thiện bị bệnh thì nó có khi nó tự lành, mà một con người mà tâm địa bất thiện rồi bị bệnh là vô phương trì. Nên cái bài học tập của chúng ta là thiện niệm có thể trị bá bệnh. Cái này mình phải tin 100% luôn. Khi một con người mà tâm địa thiện lành, họ bệnh giống bệnh mình, nhưng lạ thay là họ không có khổ đau như mình. Còn con người mà ác tâm á, bệnh cũng giống bệnh mình mà họ đau khổ cực kỳ, làm cho tâm trạng họ rối loạn hết. Phải nhớ, rối loạn tâm trạng hết. Nên từ nơi đó mà nó vô phương trị liệu. Nhớ, niệm niệm nghĩ lợi ích cho người khác là tích tụ năng lượng cao nhất. Cái tu đạo của mình khi nghe đạo rồi từ từ mở cái tâm lượng ra, niệm niệm nghĩ với người khác quá nhiều. Mình nghĩ lợi ích cho người ta thì mình sẽ làm được những gì khó làm lắm. Thí dụ như giờ những đức mà tổ chức lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, cái tâm niệm những đức nghĩ cho người ta tu mạnh quá nên những đức mới làm được. Còn nếu như mà những đức mà không nghĩ cái việc mà cho người ta được lợi ích là những đức làm không nổi thôi. Chắc chắn luôn. Một ngày chia sẻ Phật Pháp bao nhiêu thờ, rồi xong còn lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà những đức làm được là do những đức nghĩ với người ta nhiều quá. Những đức nghĩ cái lợi ích cho người ta nó mạnh quá mạnh à. Nghĩ cho người ta quá nên nó trả lại cho mình một cái năng lực cực kỳ cao luôn. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta mà niệm niệm nghĩ với người ta lớn chừng nào thì cái khả năng phát huy của mình nó cực kỳ cao. Phát huy cao dữ lắm luôn á. Phải nhớ nha. Nên làm được những gì khó làm là cái tâm lượng nó phải cực kỳ lớn. Nên mỗi một con người mình sống ở trong cái cuộc đời này mà cái tâm ác nhất là, quý vị nhớ, khi một con người mà họ đang làm cái việc lợi ích cho người ta quá đông mà mình mà chỉ cần hại người đó một phát thôi là đây là cực kỳ ác luôn. Cái ác đây là nó đụng với quá nhiều người, người ta hưởng được sự lợi ích đó. Chính cuộc đời những đức đã thấy rõ ràng, có một cái vị này thờ của ổng, đương thờ
ông làm được cái việc nhiều người được lợi ích dữ lắm luôn. Mà cái thời Đại Nhật Đức mới đi tu, Đức thấy rõ ràng. Mà một vị này tu hành còn nhiều năm hơn cái vị này luôn, vài chục năm luôn. Tu hành nhiều chục năm đến cái mức mà là quyền vị hòa thượng lớn luôn. Vì mà cái ông này, ông thấy ông hại cái ông mới tu này. Mà ông hại hoài, ông làm cho te tu luôn mà. Cuối cùng thì cái vị hòa thượng lớn đó luôn quý vị, cuối cùng chết vất vả vô cùng luôn. Chết mà gọi là chết, chết không được ở chùa mình luôn á, chứ vị biết á. À, tại vì sao? Vì mình phải biết rằng người xưa người ta có một cái tâm niệm như vậy nè. Kẻ thù giết cha mẹ không khỏi trời chung. Nhưng mà cái lúc kẻ thù đó đó nghe, mà họ đang làm quá nhiều việc lợi ích cho người ta, dù họ đã từng giết cha mẹ mình đó, nhưng mà bây giờ họ làm quá nhiều việc lợi ích cho người ta, cái việc thù cá nhân gác lại. Chừng nào mà cái người này mà không làm việc lợi ích cho người ta, nó muốn báo thù cá nhân. Còn nếu bây giờ mà mình báo thù cái người này đang làm việc lợi ích cho người ta nhiều quá đó quý vị, là tức khắc quý vị đụng với quá nhiều người đang hưởng cái lợi ích của ông này giúp. Là cái đó là cực kỳ ác luôn, mà nó tổn phước duyên của quý vị cực kỳ lớn luôn. Cái người dạy lắm mới đi làm cái việc mà tạo nghiệp lớn như vậy. Không ai đi làm cái việc tạo nghiệp lớn như vậy. Thí dụ như giờ một cái ông này, ông làm việc lợi ích cho người ta rất là nhiều, nhưng mà ông được cái danh cái lợi, nhưng mà ông làm gì lợi ích cho người ta rất nhiều, mình cũng không được hại ông. Tại vì ông làm lợi ích cho người ta quá nhiều, cái công thì cái quả, hiểu không? Không được hại ông. Chừng nào mà ông không làm lợi ích cho người ta nữa thì phước nó suy, tự quả nó đến. Cái đó là tự sanh tự diệt quý vị. Còn nếu như mà họ đang làm việc lợi ích cho người ta nhiều quá, mà mình đi ganh tị, mà mình nghĩ rằng là họ hơn mình, hoặc là vì danh lợi mà mình đi hại họ nghe, trời ơi nó tổn mình, thôi đừng có nói nữa. Tại vì họ đang đương thờ đừng có đụng. Nhất là cái người đang đương thờ cả quỷ thần không dám đụng mà. Mà mình là mà đụng chi? Khi mà người ta si phước thì lúc đó nó mới đến. Còn ngoài ra lúc họ đang thịnh vượng là đừng có đụng tới họ. Tại đụng tới họ là tổn mình rất nhiều. Mình làm chi cái chuyện mà tổn mình tổn người, không nên làm. Nên cái người học đạo của chúng ta là mình phải nhìn nhận được. Có những người người ta đang đương thờ là nó lên như diều gặp gió vậy đó. À, nhưng nếu họ không biết tu nhân tích đức là họ rớt cũng như tự trên cao rớt xuống, rất là ma. Nên một con người mà khi thịnh vượng là phải kèm thêm cái chuyện là tu nhân tích đức thì nó mới tồn tại. Nó mới tồn tại được sự nghiệp của mình lâu dài. Cái ví dụ như bây giờ mình còn trẻ tuổi nhưng mà gia đạo mình rất thịnh vượng, là mình phải đem phương tiền bạc đó mình đi tu nhân tích đức liền. Tại vì mình biết cái phước của mình còn quá trẻ mà mình lên sớm quá, thì bây giờ mình phải bòi cái gốc, bòi cái nền cho nó chắc. Vậy thì mình khoảng cỡ 40-50 tuổi, 50-60 tuổi nó vẫn thịnh hoài luôn. Tại vì mình biết bòi giống như một ly nước, mình uống miếng mình châm vào, uống miếng châm vào, uống miếng châm vào, cái châm vào hoài thì cái ly nước này nó uống hoài uống cũng hết. Mà có nhiều người không hiểu đạo thì cái ly nước cái thang hồ uống mà chỉ biết tìm về mà không chịu đưa ra, thì mình uống đến khi nó hết nước. Hết nước rồi thì nước đâu uống. Nên con người mà biết tu nhân tích đức á, là con người nó có góc độ rất sâu. Nên nhớ, thí dụ như nhỏ nhỏ gì mà nghe đạo này, là tức khắc nó có một cái tâm, gọi là nó không bao giờ cái chuyện hơn thua tranh đấu với anh chị em, không bao giờ muốn giành việc của cải với anh chị em. Thí dụ như bây giờ cha mẹ cho mình một cái miếng đất khô cằn, nhưng mà cái tâm mình không giành với anh chị em gì hết. Còn cha mẹ chia cho ba người kia toàn là đất mặt tiền, nhà mặt tiền không. Vậy mà ba người kia chưa chắc thịnh bằng cái đứa mà nó chịu thiệt thòi cái miếng đất mà gọi là khô cằn mà hẻo lánh. Tại vì cái đức của nó dù nó hẻo lánh nhưng mà cái đức nó thịnh liền, nó thịnh liền. Còn ba đứa kia là nó giành giật nên nó tổn. Khi nó tổn rồi dù nó ngay mặt tiền cũng ai ngó đến nó nữa. Mà khi nó thịnh rồi dù ở trong hẻm người ta cũng đi tìm. Quý vị nhớ 100% luôn. Khi mà quý vị thịnh dù trong hẻm người ta cũng tìm. Mà nếu mà quý vị si rồi dù trước mặt tiền không ai ngó. Nên cái chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán, quý vị phải tin vào định luật nhân quả hoàn toàn hết. Chứ mình không phải nói là mình giỏi mà mình thành công đâu, không phải đâu. Có những người tính rất là giỏi nhưng mà không thành công. Có những người không có tính giỏi gì hết mà họ lại thành công, là do toàn là cái phước đã tu có. Mình tin chỗ này là mình sẽ siêng tu phước tu duyên liền vậy đó. Tại vì mình tu phước tu duyên là nó thịnh phước trong mạng của mình á. Con người mà khi biết đổi cái bên ngoài mà thịnh phước trong mạng là quý vị không sợ ai lấy được hết trơn.
Còn nếu mà cái bên ngoài mà hoàn toàn giữ, để bên ngoài là bị người ta lấy thiệt á, mà thường là quả tai nó đến với quý vị kỳ cục lắm. Tại vì cái bên ngoài nó giật cái bên ngoài, nhưng mà nó không lấy được cái bên trong. Mình phải biết đổi cái bên ngoài thành cái bên trong. Thì cái đó là cái trí tuệ mà trong nhà Phật dạy rất là hay, phải nhớ. Nên cái niệm niệm nghĩ về người nó tích tụ một cái nguồn năng lượng cực kỳ cao. Thí dụ như bây giờ một cái việc làm ăn của mình nghe, đúng cái việc làm ăn này là của mình đó, mình thành công đó, nhưng mà cái người kia quá khổ, họ đang cần quá, mình đưa việc làm ăn này cho người ta làm luôn. Cái lúc này là cái việc này là đúng ra là mình vô tay mình đó, vậy mà mình đưa người ta luôn đó. Đó là cái phúc đức của chính mình. Nó sẽ thịnh chỗ khác còn cực kỳ lớn hơn nữa. Chứ không phải rằng là con người mình làm ăn mà tự nhiên mình gặp thờ vụ mình lên cái là mình cứ đụng nó mình chụp đó, chứ mình không bao giờ tha, mình không bao giờ chia cho ai. Thì tức khắc phước mình si liền. Mà khi phước si là tự nhiên quả tai nó đến. Nên con người làm ăn mà nhìn xa trông rộng là có những cái mình cũng không cần phải phát triển nữa. Tại vì sao? Vì lót cái móng cho nó chắc, để mà nó lên càng cao mà móng nó chắc thì nó mới tồn tại. Quý vị phải nhớ rằng từ đời đạo gì nó đúng một nguyên lý là chúng ta phải biết điểm dừng. Biết điểm dừng thì nó tồn tại dữ lắm. Thí dụ như quý vị nghĩ mười mấy năm nay mà những đứa có thể ở một chỗ, đó cũng là một sự kiên nhẫn đó, chứ không giỡn á. Như những đức nhiều người bây giờ người ta rủ những đức đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà những đức vẫn luôn luôn duy trì là ở một chỗ. Mà duy trì, những đức muốn duy trì cả đời mình đó. Có nghĩa là mình được cái duyên ở đâu thì mình cứ ở đó đi. Chừng nào mà duyên nó đưa đẩy mình đi đâu thì mình đi đến đó, tùy duyên à. Nhưng mà luôn luôn kiên nhẫn được ở một nơi, nó không có tạo cái hoàn cảnh lạ. Thí dụ như từ đây những đức đi qua Đại Tùng Lâm là từ Đại Tùng Lâm những đức đi về, chứ không có qua khỏi Đại Tùng Lâm. Những đức đi một vòng coi chỗ khác không có đi. Có nghĩa là từ đây những đức đi qua Đại Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm những đức sẽ đi về, chứ những đức không có đi ra khỏi Đại Tùng Lâm qua đường khác để mà những đức coi vị trí khác nó làm sao. Hoặc là những đức chưa bao giờ ghé cái chùa nào, những đức coi chùa đó là nó làm sao chứ không. Những đức không có đi như ngày xưa những đức trên Đà Lạt gì đó. Nhiều người ta rủ những đức đi lỡ cái cốc người ta, cái chỗ nó núi non đồ đẹp này kia rồi, ta rủ những đức đi cách chừng một hai cây số lỡ đó chơi một chút, vậy đó nó không. Nghĩa là cứ ở ngay chỗ này, nó không có mầm móng một cái gì nữa chứ. Có nghĩa là đi xuống đây 8 năm nay những đức cũng vậy luôn. Những đức không có biết chùa nào khác hết trơn á. Những đức chỉ biết ở đây qua Đại Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm qua đây. Nếu như những đức không có đi qua Đại Tùng Lâm thì những đức chỉ biết ở đây thôi. Cố gắng ở đây mà tu thôi. Chứ nó không có biết mầm mống, không có biết cái nơi chỗ khác làm sao, thì nó làm cho tâm mình dễ định hơn. Còn nếu như mình biết nhiều quá thì nó phân tâm ra. Mình chỉ cần ai động đến mình cái là mình rất dễ mình hướng đến chỗ khác liền. Còn nếu như mình biết chỉ có một chỗ thì dù cỡ nào chăng nữa mình cũng chỉ có một chỗ mình tu. Tự nhiên nó lâu ngày nó có kết quả cho cái tâm của mình rất là lớn. Nó có nghĩa là nó thành công là nó ngay một nghề mà mình nhắm mục tiêu cho nó chuẩn xác luôn. Cũng như pháp môn tịnh độ là những đức nhắm mục tiêu chuẩn dữ lắm. Vì vậy nhớ, có tâm tài thí, pháp thí, vô ý thí là người có trí tuệ. Quý vị phải nhớ rằng cái cảnh giới của mình có phước thì tiện tu. Nhớ, nếu như chúng ta không có tâm tài thí, pháp thí, vô ý thí thì cái cảnh giới của mình thiếu phước là khó tu. Tài thí nó giúp cho cái cảnh giới của mình nó đầy đủ thì tiện tu. Bây giờ quý vị coi, quý vị về đây ở đông như vậy dù 3-4 ngày nhưng những đức chẳng lo được, là do vì cảnh giới này nó có cuộc sống mới lo được. Nếu như bây giờ nó không có cái gì thì làm sao những đức mạnh dạn rủ quý vị. Mà có khi không có rồi những đức sẽ nói rằng mọi người thôi bỏ chút để chúng ta lo cho mấy cái ngày tu này nghe. Quý vị thấy nó có sự trở ngại đúng không? Nhưng mà bây giờ không cần nghĩ đến chuyện này. Là do cái cảnh giới này cơm ăn áo bạn cuộc sống ổn định, thì từ nơi đó nó tiện tu cho mình. Còn pháp thí nó giúp cho quý vị được sanh trí tuệ, là quý vị tiện bề thuyết pháp, ngồi xuống một cái là nó thao thao bất tuyệt, nó như là một cái suối chảy ào ào ra vậy. Nó không có cần phải gọi là mình suy nghĩ nặng nề chi. Tại vì tài thí thì nó đầy đủ của cái vật chất, cảnh giới nó rộng rãi, mình tiện bề tu và tiện lợi trong cái thời cuộc đó mình đang hành đạo. Còn pháp thí nó sanh trí huệ, nên mình tiện bề thuyết pháp, tiện bề nói chuyện, mình gặp gì nói nấy, nó tiện bề, nó nhạy bén. Trí tuệ của mình là do pháp thí mà ra. Còn vô ý thí là sức khỏe dẻo dai, con người có tâm lực mạnh mẽ, làm những việc người khác khó làm là từ nơi vô ý thí, là ăn chay phóng sanh và tâm địa thiện, làm giúp cho người ta được an tâm. Đó là cảnh giới tốt đẹp. Nó từ xuất gia hay cư sĩ gì mình cũng phải có cái tâm tài thí, pháp thí, vô ý thí. Nó nghĩa là có cơ hội tu phước tu duyên là làm liền. Tại vì sao? Đó là cơ hội. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không còn trẻ, thầy dạy là phải tu tài thí, pháp thí, vô ý thí. Ông phải chân thật mà làm.
Thì Hòa Thượng Tịnh Không ngày càng làm càng nhiều, mà ngài không nghĩ nhiều mà càng làm thì càng nhiều. Cảnh giới của ngài đi đến đâu là phát triển, đi đến đâu là phát triển tới đó. Từ tài thí là đầy đủ, từ pháp thí là thông minh trí tuệ, từ vô ý thí là tự nhiên sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Cái chuyện này là Phật dạy 100% là muốn có quả tốt thì phải gieo nhân tốt. Bây giờ nếu như chúng ta không gieo nhân tốt mà muốn có quả tốt là nó không có đâu. Như bây giờ con người này, đời này người ta ác vô cùng, mà tại sao cái cảnh giới người ta giàu sang thịnh vượng là vì đời kiếp trước người ta đã tu quá mạnh vì tài thí. Đời này người ta không tu nhưng mà người ta vẫn là phước trong mạng quá dày. Đời này mình rất là thiện, rất là hiền, nhưng mà cái cảnh giới của mình thì rất là nghèo nàn và bôn ba khổ đau, là do vì đời kiếp trước mình không có tu. Mà đời này mình chỉ có chết mình mới có thiện, đời này mình chưa có tu ra cái phước từ tài thí, nên cái cảnh giới của mình rất là nghèo khổ. Quý vị nhìn có những ông thầy mà cực khổ vô cùng, gian nan vô cùng, dù kiếm được tiền cũng vất vả, đúng không? Nhưng có những ông thầy cứ nghĩ là thoải mái, không có cần phải cực khổ gì, mà sao ai gặp người ta cũng đưa tiền đưa bạc, là do ông đã tu phước duyên rồi, nên đời này mới được vậy. Nó 100% luôn. Có những người đời này vì có kiếm được tiền nhưng kiếm rất là cực, trời, kiếm gian nan lắm mới kiếm được tiền được. Mà có những người tự nhiên ra tay gọn hơi lại là có tiền liền, còn tiện về nữa thì đi ăn trộm cái có liền. Hiểu không? Tại vì trong mạng nó dày quá, trong mạng nó là cái phước đó nó thịnh, nó dày của đời trước nó tu, nên đời này nó đi ăn trộm thì thành công ăn trộm, đi ăn cướp thì thành công ăn cướp, đi lấy cái gì là thành công cái nấy à. Nó giống như cách này khoảng 3 ngày, những đức gặp một cái chú này 65 tuổi. Chú kể cho những đức nghe là cuộc đời của chú đó tính ra 20 mấy năm làm ăn trộm. Ăn trộm 20 mấy năm. Mà khi ông nghe mình nói chuyện rồi tự nhiên ông đến ông nói chuyện với mình. Bây giờ ông già 60 mấy tuổi rồi. Ông nói là ông ăn trộm 20 mấy năm, là ông lấy được nhiều keo là ghê gớm lắm. Nhiều tiền ông lấy được rất là nhiều. 10 mấy năm đầu là thôi tiền ông nhiều lắm, ông lấy keo nào cũng được hết, mà toàn là ông lấy cái keo cộm không à, nhớ không? Nhưng mà khoảng 20 mấy năm sau là ông đụng đâu là không được nấy. Rồi tự nhiên gia đạo của ông, là con cái của ông nó vô nhà nó phá sạch. Rồi bệnh đau te tu luôn. Mà bây giờ hiện tại ông đang bệnh không còn thuốc trị luôn. Nhưng Đức hỏi ông còn tiền không? Ông nói không còn một cắc. Kinh khủng không? Đó. Có nghĩa là mười mấy năm đầu là cái phước của ông là cái phước đó đó, là đời trước ông đã tu nhiều quá, đời này ông lấy thoải mái luôn. Ông lấy tiền của người ta làm cực khổ, mà ông lấy của người ta quá trời luôn. Ông lấy gì ông xài, ông tưởng nó là ngon lành như vậy đó. Thì quý vị biết rằng là bây giờ ông á là như thế nào, trắng tay mà bệnh không còn thuốc trị luôn. Có nghĩa là ông nói rằng bây giờ nếu ông không gặp Phật pháp á là cuộc đời ông tiêu. Mình nói đây cho những người mà ăn trộm cũng có cơ hội vài chục năm sau. À, nó gầy dựng cho người ăn trộm vài chục năm sau. Bây giờ họ chưa tin nhưng mà vài chục năm sau họ sẽ tin à. Tại vì có người như vậy, nó đến nói rõ ràng như vậy luôn. Thì ông nói rằng là rõ ràng thầy nói đúng, là khi mà phước nó hết á, đụng đâu là thất bại đó. Ngày xưa mà gọi là lấy là có nghĩa là vào là lấy được, còn bây giờ là trước mặt lấy không được luôn. Mà có khi bị quýnh mấy trận muốn chết luôn, bị quýnh dữ lắm. Có nghĩa là ông nói là ăn cắp ăn trộm chuyên nghiệp mà vẫn bị bắt và bị đánh dữ lắm. Nên từ nơi đó thôi cái nghề này là cái nghề ớn, mình không dám đụng vô thiệt. Thấy không? Nó thì rõ ràng những cái nghề này nó không tồn tại vì ăn trộm cắp của người ta. Khi phước nó si, quả báo nó đến. Quả báo là con cái của mình nó tự lấy của mình bằng trắng trợn luôn, khỏi cần nói tới. Mình thì mình còn rình rập, còn nó là nó lấy trắng trợn, dùng tình cảm, nương vào tình cảm của mình. Mình thương yêu nó và nó lấy trắng trợn, nó bóc lột mình trắng trợn luôn vậy đó. Tại vì sao? Vì mình lấy của người ta, bây giờ đến lúc con mình nó lấy của mình mới thảm đó chứ. Hiểu không? Mà thêm bệnh hoạn, eo ọt, khó nuôi, và trò cuộc đời nó thê thảm, đừng có nói. Mà nhìn ổng gì thăng tàn ma dại luôn. Những đức nói thôi bây giờ ông già gì rồi, ông cũng nói cái câu này cũng là thấy hay á, ông cũng dám nói đó. Thôi những đức khuyên ông á, bây giờ ông thường tới lui chùa ông tu đi, hiểu không? Thường tới lui chùa tu đi, lỡ mai mốt mà ông có cái duyên ông niệm Phật gì đó, mai mốt có khi ông chết những đức hộ niệm giùm cho. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Người ta có thể quay đầu vậy là người ta không còn lối thoát à.
những con người như vậy gì mà thành tựu chứ không dẫn đâu nghe quý vị. Thành tựu đó. Đó, nên mình nói những công đoạn này có những người ăn trộm ăn cướp sau này có cơ hội. Thấy không, kệ đi, bây giờ nếu mà quay đầu sớm thì ngon. Nếu mà quay đầu sớm thì quá đặc biệt, tại vì mình còn phước công mạng, mình quay đầu mình làm ăn thiện tâm đi, mình làm thiện đi, tự nhiên cuộc đời của mình tốt đẹp luôn. Còn nếu như mình cứ tiếp tục mình ăn trộm ăn cướp thì phước mình nó hết rồi, là quả báo nó đến. Mà khi quả báo đến là khó tu á. Quả báo nó đến nói vậy đó, nhưng mà nếu mà nghiệp chướng mà quá nặng nề là nó trở ngại tu không được á. Chứ không chuyện giỡn đâu nghe chàng. Chứ đừng có nói thôi bây giờ ta tha hồ đi ăn trộm ăn cắp đi, mai mốt già đi vô đi tu. Chưa chứ. Nên nó quay đầu càng sớm thì càng tốt cho chính bản thân mình. Nên tất cả những cái người mà có tâm ăn trộm ăn cắp là cái quả báo gì biết không? Cái quả báo của nghèo nàn. Cái quả báo của nghèo nàn khốn khổ. Mà chết thì phần nhiều là đọa tam đồ ác đạo hết trơn. Quý vị biết cái của cải người ta làm cực khổ mà mình ăn trộm ăn cắp của người ta, biết người ta đau lòng cỡ nào không? Có khi người ta muốn tự tử, người ta chết luôn. Mà có khi gia đình người ta tan nát vì mất cái số tiền đó luôn. Có nghĩa là mình tạo nghiệp lan can ghê lắm. Nên từ nơi đó mà cái quả báo này là quả báo của tam đồ ác đạo. Nên cái người mà ăn trộm ăn cắp mà làm cái nghề này là không bao giờ tồn tại đâu, chắc chắn 100%. Nó nên chúng ta là người nghe đạo rồi từ khi còn nhỏ luôn, mình đã hiểu được cái nhân của trộm cắp là cái nhân của nghèo nàn. Cái nhân này là cái nhân của gọi là khốn khổ, đói khát. Nên quý vị coi trong cái cuộc đời này của chúng ta mà đang nghèo nàn vô cùng nè, thiếu thốn vô cùng là do cái tâm tham và cái tâm trộm cắp mà ra đó. Chúng phải chuyện giỡn đâu. Nếu như là cái tâm khoan dung tha thứ rộng rãi, bố thí cúng dường thì không bao giờ nghèo. Phật đã nói rằng càng bố thí càng giàu, mà làm sao mà bố thí mà nghèo được. 100% không bao giờ nghèo. Nên mình hướng dẫn người ta là từ tài thí pháp thí vô ý thí, hãy chân thật mà làm. Tại vì cái việc này nó lợi ích dữ lắm. Nó giúp cho mình cái sự tu hành và cảnh giới của mình tiện bề vô cùng. Như bây giờ những đứa muốn làm cái gì nó tiện bề thấy chưa? Nó có thể trong đời này tu, có thể trong đời này phát triển. Nhất là pháp môn tịnh độ này. Nhất là pháp môn tịnh độ này. Cái người thiếu duyên thiếu phước, thọ mạng bị ngắn, nhưng mà nhờ niệm Phật vậy đó mà nó chuyển biến, nó thay đổi lên hết luôn. Nhất là hướng dẫn người ta niệm Phật, nhất là chỉ dạy người ta niệm Phật, dẫn người ta đi niệm Phật. Cái chuyện này là cái chuyện lớn nhất. Không có một bố thí nào bằng bố thí pháp, nhất là pháp môn tịnh độ, là pháp đại thù thắng mà Đức Thế Tôn một đời chú trọng nhất. Một đứa con nít niệm Phật nó cũng phát duyên được phước, duyên của nó thù thắng 100%. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 lễ Quốc Khánh, nên chúng ta tổ chức khóa tu suốt mấy ngày. Nên mỗi ngày cũng đi thực phóng sanh. Hôm nay đệ tử chúng con nguyện đem công đức niệm Phật, lễ Phật, nghe pháp, phóng sanh cũng đi thực. Nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. Cái công đức tu hành hồi hướng cũng như gió không thấy mà có. Từ nơi đó người thân dù ở phương xa cỡ nào, chỉ cần chúng ta chân thật tu hành hồi hướng đều được lợi ích. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho giác linh Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không và củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các vị mắc mà chưa được siêu thoát. Nguyện tất cả các vị đều hưởng được những công đức này, tâm thức sáng suốt, tỉnh táo, hướng về bổn nguyện Đức Phật A Di Đà, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ và niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quan gia nên giải không nên kết, mang một cái tâm hoan hỷ vui vẻ để niệm Phật thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung
từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập ở nhật tiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, nhự đặng hữu tình chung ngã kim tí nhự cung. Thập phương nhất tiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập ở nhật tiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đắng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung. Từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ở nhật tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, bà ha án ngã ngã nắng tam bà phá việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phá việt nhật ra hồng, tam bà phá việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha, chúc quý vị quay ở bên ngoài chút, mình nhìn thấy chim bay đồ trong lòng hoan hỷ lắm. Nên chùa mình mấy cháu nhỏ về chùa ngoan lắm nha. Công đức niệm Phật, các cháu biết nghe Pháp, rồi dự lễ phóng sanh tâm địa thiện, nít mà hiền hậu nó biết niệm Phật, đó là phước lớn. Nên mấy cháu này sau này thông minh dữ lắm. Nên từ nơi đó mà cái công đức phóng sanh này nó trưởng dưỡng lòng từ quý vị. Quý vị biết rằng là chúng ta nhiều người mang nghiệp sát sanh mà sanh đến cái cuộc đời này khổ gì. Nên từ nơi đó bây giờ mình muốn sanh về cực lạc thì phải mang tâm thiện. Mà mình không sát sanh mà mình còn phóng sanh, mình còn ăn chay trường. Từ nơi đó cái công đức phóng sanh rất là lớn. Mấy con chim này nó cảm ơn chúng ta biết nhiều nói. Khi mà như mình ở tù mà ai thả mình cảm ơn dữ lắm. Thì như những con chim này nó đang ở tù vậy, mình thả nó mừng dữ lắm luôn. Mình còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Từ nơi đó mà cái thả người ta mà còn gieo Phật Pháp cho người ta, còn khuyên người ta ở chùa để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái này gọi là trong tài thí có pháp thí vô ý thí, rất là thù thắng. Nên từ nơi đó mà chúng ta mỗi người đi về chùa từ từ giết mình ăn mặn quá được.
Tại vì khi mình nghe pháp niệm Phật với cái tâm từ bi nó phát lên, cái mình gấp cái đùi gà lên mình cắn mới được. Mà ăn nó cũng lặt nhét lặt nhiễu kỳ cục. Có cái ông đó, ông nói ông gì chùa mình giết bây giờ mà hồi đó là ông thích con gà ta luộc. Vậy mà sau này khi vợ ông luộc cho ông xong, ông ăn con gà, ông chấm muối tiêu mà sao ăn không được. Mà cắn hoài mà không đứt miếng thịt. Nghĩa là tâm từ bi nó phát lên không dám cắn, quý vị, hiểu không? Nên từ nơi đó mà cái công đức phóng sanh này nó thù thắng, nó chuyển cái nghiệp sát sanh. Và nó thay đổi cuộc đời và tự nhiên cái lòng từ nó phát triển lên, tự nhiên bệnh đau tự nhiên nó quá giải. Và tâm trạng của người nó an lạc dữ lắm. Nên chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những con chim này xong, khi mình thả ra thì giờ cũng nghe được pháp môn tịnh độ. Ở xung quanh chùa này cây có nhiều lắm, cứ bay đáp ở đây rồi hót ca mỗi ngày tung tăng vui vẻ với mấy bà già trong chùa niệm Phật, hót cho mấy bà nghe, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mấy con chim này nó được cái phước, mình khuyên gì nó cũng cười đó, ta nghe ta phái lắm nha. Nó thầy thả con quy cho con mà còn kêu con ở chùa nha. Nên từ nơi đó nó cảm ơn mình. Nên bây giờ chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho mấy con chim. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay quan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.